Có những thời điểm chúng ta chưa thực sự hiểu bản thân muốn gì và thích gì để có thể lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp. Định hướng nghề nghiệp luôn là vấn đề làm đa số các bạn trẻ phải suy nghĩ. Vậy mời các bạn tham khảo những bước đơn giản sau đây để định hướng nghề nghiệp cho bản thân nhé. 1. Hãy dành thời gian cho việc định hướng nghề nghiệp tương lai. Định hướng nghề nghiệp tương lai là rất quan trọng vì công việc là một phần quan trọng của cuộc sống và nó không phải là việc một sớm một chiều. Bạn cần dành thời gian để suy nghĩ về nó, về việc bản thân mình thích gì, phù hợp với nghề nào. Giống như việc giải một bài toán khó, nếu bạn dành thời gian đủ lâu, bạn sẽ thu thập được nhiều thông tin và xử lý nó một cách đơn giản nhất. Vì vậy, hãy dành đủ thời gian để nghĩ về định hướng nghề nghiệp cho tương lai nhé. 2. Loại bỏ những vấn đề sai lầm khi định hướng nghề nghiệp. Bỏ ngay các suy nghĩ chọn nghề theo mát, theo nhãn, theo phong trào mà không biết nghề đó có phù hợp với mình hay không. Chọn nghề theo sự áp đặt và rủ rê của người khác như cha mẹ, bạn bè, người yêu. Chọn nghề theo may rủi bằng những phương pháp ngẫu nhiên. Chọn nghề không phù hợp với năng lực, tính cách, sở thích của mình. Chọn nghề mà không quan tâm đến điều kiện gia đình và nhu cầu xã hội. 3. Xác định bản thân mình phù hợp với nghề nào. Để định hướng nghề nghiệp cho bản thân, xem mình phù hợp với nghề nào, bạn hãy bắt đầu từ sở thích, tính cách và điều kiện của mình. Chọn ra những ngành nghề thích hợp nhất để nghiên cứu và loại bỏ dần. Bạn hãy tận dụng các cơ hội để làm một số công việc liên quan tới ngành nghề mà mình lựa chọn để khám phá năng lực, sở thích và tính cách của bản thân, xem mình có phù hợp với nghề đó hay không. Năng lực học tập của bạn cũng là một tiêu chí để xét mức độ phù hợp với ngành nghề mà bạn lựa chọn. 4. Xác định mục tiêu để định hướng nghề nghiệp. Bạn đã lựa chọn được nghề nghiệp của mình, bây giờ bạn hãy xác định mục tiêu cụ thể bạn muốn đạt tới trong nghề nghiệp đó và bắt đầu một kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó. Bạn muốn trở thành một tiến sĩ hay một doanh nhân thành đạt? Bạn thích thu nhập cao hay cơ hội phát triển nghề nghiệp? Hãy xem xét kỹ mình mong muốn điều gì ở tương lai. 5. Tìm hiểu thông tin về những ngành nghề mà mình lựa chọn. Bạn nên tìm hiểu những thông tin như mục tiêu đào tạo và nội dung đào tạo của ngành nghề, nhu cầu thị trường lao động đối với ngành nghề đó, yêu cầu về phẩm chất, kỹ năng, thời gian và phương thức đào tạo, tỷ lệ sinh viên ngành đó có việc làm và thu nhập trong ngành. 6. Tìm hiểu thông tin để có cách học tập và tham gia kỳ thi phù hợp. Tìm hiểu các thông tin về kỳ thi tuyển sinh đại học, cách thức ra đề thi, cấu trúc ra đề thi, phương pháp học và làm bài thi hiệu quả, kinh nghiệm khi đi thi, dinh dưỡng cho kỳ thi, v.v. để đạt hiệu quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh. Trên đây là những mẹo nhỏ giúp bạn có thể định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, một thái độ học tập chăm chỉ và một lối sống lành mạnh cũng giúp ích rất nhiều cho các bạn. Trường Cao đẳng Bách Hà Nội xin chúc các bạn chọn được ngành nghề phù hợp với bản thân mình nhất nhé.